Vừa rồi là quý vị nghe ca khúc Đừng Hỏi Em. Và tiếp theo cô lạnh đúng không? Ý ngay mà cái khói lạnh này làm lạnh quá nè. Có cần con ôm không? Mấy bạn là thích mấy bài nhạc sung sung á, thôi con hát bài nhẹ nhàng nữa nha. Sẽ gửi ý đến quý vị và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí, của Việt Nam trong âm nhạc tân chính của người ta. Xin được gửi đến quý vị ca khúc được mang tên Muộn Màng. Thank you.
tuyệt vời, không khí tuyệt vời luôn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.